cái gì? Gì vậy? Thôi được rồi. Cái gì? Cái bô này nó to lắm không? Gắn bô này được rồi. Ok, hello anh em ha. Thì hiện tại là mình đang đi giao đồ, đang chạy về nhà thì mình gặp thằng Khứa này. Biển số 86 nha anh em. Chạy ghê lắm. Nãy giờ là Khứa này chạy tạt đầu không anh em. Bây giờ mình đang dí thôi nó mà dí không lại nè. Đó. Nãy giờ quay chắc anh em chưa thấy đâu, để mình chạy lên gần gần cho anh em xem. Nãy giờ nó cũng chưa phát hiện ra mình nữa. Mình đang chạy đằng sau nữa nè anh em. Đó, nó nạt vô thấy không? Đó. Rồi, chính xác luôn. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Mắt quét, đội nó mắt quét luôn. Cây bô này bô nhiên ông nội tôi nha, bô móc đít luôn rồi. Ê, đi đâu hả? Mày đi đâu vậy? Hả? Cái gì? Đang đi về, đang đi công chuyện về. Qua qua khúc này, qua khúc này. Wow. Thì rất là nhiều anh em trên clip hỏi mình về Ben ha. Thì đây, hôm nay gặp Ben, vô tình gặp Ben luôn. Thì mình quay cho anh em xem luôn. Đi đâu hả? Hả? Đi đâu vậy? Đi hả? Ừ. Nãy giờ cửa ai chứ? Nãy đợi đợi cái nón khác vậy nha. Đợi nón khác rồi. Tắt 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 vô. Giao đồ vậy. Cái gì? Đi qua quận 2 giao đồ cho bà chị vậy. Đi giao đồ hả? Ừ. Ở đây cũng đi giao đồ luôn nè. Đi giao gì hả? Đi giao nhớ. Đi giao gì hả? Đi giao nhớ. Đây đậu cái nón quá vậy nha. Cái bô to quá, nói chuyện không nghe gì đâu. Ừ. Nghe nói xe làm 68 phải không? Làm 68 lâu rồi đâu nữa. Nghe nghe ai? Nghe tụi nó nói. À, bây giờ là mình đi chơi không? Lâu đi đâu? Anh em mình chưa đi chơi. Cái gì nói vậy? Lâu quá anh em mình chưa đi chơi. Ừ. Giờ sẵn đi chơi luôn. Đi chơi gì ba? Đi ra mấy cái chỗ hồi xưa anh em mình hay ra chơi đó. Ờ, à, để coi mấy giờ rồi. Rồi. Giờ 8 mấy rồi. Giờ vô trọng tối thui rồi ông nội. Không, có đèn sáng hết. Đi đường nào? Giờ chạy đi chủ vô luôn. Đường nào ta? Ở đây là Bình Thái phải không? Đó. Ok, vậy mượn xe chạy thử coi. Được không? Gì đâu mà chạy nẹt bố sùm hết vậy? Xe còn đang còn vô đây á. Còn vô đây hả? Là sao? Làm lâu rồi mà. Nó vô đây là chạy phải 1-2 ngàn. À. Có 5-6 cây à. À. Chạy rớt cái dên ra là không đi á. À. Giờ mình có tiền rồi, rớt cái dên ra mình làm mấy mới. Rớt nè đúng rồi. Xe nó lực dữ ta. Xe nó hơi bị lực luôn em. Xe thằng này nó đi cái bô zin móc mà nghe nó lớn bô của mình nữa. Hả? Đúng rồi, nó yếu mà. Cái bô zin sao nổ lớn vậy? Hay quá anh em. Hả? Được. Cái gì? Gì vậy? Thôi được rồi. Cái gì? Gắn bô này được rồi. Bữa này nghe hay rồi. Ừ. Ủa giờ đi đâu ta? Đi đường nào? Đi đường này không? Đi đường này hả? Ừ. Dạo này dịch cho nên là mình cũng không có đi đâu hết anh em. Ở nhà không à.
thỉnh thoảng anh em có order nhớ thì mình xách xe mình chạy đi giao, nhưng mà mình cũng giữ khoảng cách chứ không phải là mình ẩu. Lâu ngày gặp lại chiếc xe này thì thanh niên này đã lên cho nó một cái tay dầu của Sakota. Bên đây là đi về cái tay tay Côn Vinh, chắc là do xe độ cho nên là về lại cái tay Côn Vinh cho nó ổn định. Ngoài ra thì không biết là có thay đổi gì không, để chút xíu nữa mình soi mối mối cho anh em xem coi cái xe này nó có thay đổi gì không ha. Trời ơi, coi ông chú đó mặc áo phản quang, mình tưởng công an không à. Ok, anh em mình ngừng đây ha. Ở đây có đèn sáng nè. Ừ, đúng rồi, ngay cái đèn luôn nè. Wow, cái xe này chạy ghê quá ta. Nhưng mà có điều cái cổ của nó nè, cái cây trợ lực, mày làm gì đó? Không được. Wow, nói chung là cái xe này ok nè. Cái xe này chạy ok nè, nhưng mà có điều sao biết không? Sao? Có điều sao biết không? Cái cây trợ lực này nè, không ngon. Trợ lực này cùi bắp mà. Sao thấy chạy nó nỉn quá ta? Tại do cái trợ lực đó. Do trợ lực đúng không? Với lại bữa siết cái cổ cho nó nặng để chạy bấm GPS á. Đúng rồi. Cho nên phải siết cứng. À, kiểu như là mình chạy tốc độ cao á, thì cái xe mình nó rất là đầm. Nhưng mà khi mình đi phố như nãy á, là nó hơi nỉn, nó hơi xỉa qua xỉa lại. Cái trợ lực này trợ lực gì? Trợ lực tên gì nó không có thương hiệu. Mua bên Trung Quốc á. Đặt trên Lazada á. 40 ngàn. Đây là có núm tăng chỉnh nè. Tăng chỉnh được không? Được. Được luôn. Được. Xài tới nay cũng bền, chưa hư nữa ta. Mua lâu lắm hả? Hư. Ừ. Nó cảm giác là nó không ngon thôi. Mình dám trải nghiệm thôi. Ừ. Thì đây là cái dàn ghi đông của bạn này ha. Nhìn vô dàn ghi đông này thì như hồi trước thôi. Có điều thay đổi cái tay là đi tay xịn hơn. Tay này mới lãnh lương ra mua luôn á. Ừ. Cái dịch luôn á. Tay Kosakuta. Mua đâu. Ừ. Cái tay này cũng mắc à, 6 triệu mấy á. 15 Kosakuta. À 15 hả? Ê đổi không? Đổi RCS 14 không? À mua này mua cũ lại. À mua cũ hả? Cũ là 5 triệu 8 á. À. Mình quay YouTube thì nó bán mình 5 triệu hết. À. Nói chung cái tay này mua mới cũng 6 triệu mấy anh em. Nhiều anh em chuộng cái tay này hơn. Tại vì cái kiểu dáng nó khác với cái thằng RCS. Cái này là RCS Kosakuta. Kiểu như là cái đợt cái vậy. Nhiều anh em hỏi là sao không chơi chung nữa. Đâu có đâu. Mình vô mình đọc bình luận rồi. Kiểu như anh em kêu hai anh em gây lộn cạch mặt nhau rồi không chơi chung nữa. Kiểu như mình muốn tạo cho anh em sự tò mò một khoảng thời gian dài để khi mà gặp lại nó vui xíu đúng không? Bây giờ quay ra hai người hai chủ đời khác với lại tôi thiên về tốc độ hơn. Ừ. Kiểu như là mỗi người quay một kiểu khác nhau á, cho nên là anh em mình ít có quay chung là vậy. Còn mối quan hệ thì vẫn bình thường, vẫn bạn bè bình thường thôi. Thì hôm nay mình vô tình mình gặp xe độ thì mình quay tiếp cho anh em xem thôi. Thì tới thời điểm hiện tại là mình vẫn đi cái Yên Edit, phải không Ben? Ừ. Vẫn đi cái Yên Edit. Tôi đi quen rồi. Hồi trước á là mình mua một cái, Ben mua một cái. Thì mình sử dụng một khoảng thời gian là mình gỡ Yên ra, tại vì nó Edit quá. Có điều cái Yên này anh em thì mình chạy nó không bị tuột, nó khá là bám đít luôn ha. Giờ thanh niên đang xem xe mình ha, dắt ra chỗ sáng kìa, ở đây tối lắm. Rồi để coi cái xe này hôm nay có gì đặc biệt không ha. Hôm bữa là mình thấy xe này đi một cái bô tăng, bô mà giống như kiểu bô rắc á, nhưng mà bây giờ là đi lại cái bô R8, cái cổ R8 bô Vinh. Móc cổ R8 nè. Bô này chắc chắn là móc ở trong hết rồi. Móc hết luôn, không còn cái gì luôn anh em. Cái họng chạy bá lửa luôn nè. Họng này chắc họng 36 hả ta. Chắc cỡ đó đó. Rồi. Cái cục máy xe này là 68. Thì tất nhiên là mình phải sử dụng cái bô cho lớn chạy mới được. Hồi nãy mình chạy thì mình cảm thấy là nó cũng khá là thoát. Đi cái bô này cũng rất là ok nè anh em ha. Về đồ chơi của bạn này thì không có gì đặc biệt, cũng giống như hồi trước thôi.
Đằng trước là đi con heo Rambo logo lớn nè. Đĩa là đĩa King Beat. Đó, thấy không? Dàn đĩa nè. Mâm là mâm Racing Boy, đi lớp nhỏ. Mâm Racing Boy này bản lớn nha anh em, nhưng mà chủ xe đi lớp nhỏ, đi lớp 60, 70. Quá đã luôn. Chết mồ, có thanh niên đua xe kìa. Không được, nó bảo hiểm. What the hell? Cái gì vậy? Cái bộ tem này là mình lấy cảm hứng từ đâu? Bộ tem là bữa buồn buồn nằm ở nhà là lên trên mạng bấm lên Google á. Ừ. Thấy cái intro tin gì á. Ờ. Đi bộ tem này cho nên là thích bộ tem luôn. Ờ. Mặc dù thích rồi, Red Bull từ xưa giờ. Ừ. Kiểu mình thích uống nước phải không? Mấy đời đua rồi á. Đúng rồi. Tem Red Bull rồi á. Là bắt đầu mình dán bộ tem Red Bull lên xe luôn. Đúng rồi. Đó. Thì, mua cái nón là cũng hợp á. Ừ. Có cái logo Red Bull nè. Đúng rồi. Đó là mình đi cái đầu cái nón Red Bull. Là một tháng là cái nhà nước uống Red Bull trả tiền cho mình bao nhiêu? Không trả đâu. Đó là giàu luôn á, Red Bull mà tài trợ là giàu luôn á. Thì bộ tem là đi bộ tem Red Bull. Thiết kế nhìn cũng ok đó, nhưng mà cái chất liệu đề can này á, nó là đề can candy. Thì nó khá là sáng anh em, nhìn nó sáng sáng. Ban ngày nó mới chói. Ban ngày là nó sáng bét luôn á. Còn ban đêm là nó trầm lại. À, thấy sơn cái màu lốc máy đẹp không? Màu FX á. À. FX gì á. Lốc của FX á. Ủa sao chỗ này sơn màu đỏ? Thói mà. Màu đỏ là cái đầu bò cũng sơn màu đỏ luôn. À, cái đầu bò là mình sơn lên màu đỏ luôn. À, giống như cái cục máy sơn cơ gì đó. Ừ. Sơn cái nắp màu đỏ. Rồi, cái cục máy là mình sơn màu đồng FX đúng không? Đúng rồi. Ở đây là gắn một cái lọc nhớt BV Technic giống như là xe mình đó anh em. Cái này cũng khoảng 400 ngàn nè, 400-500 ngàn á. Wow, quá đã luôn ha. Chiếc này thì nói chung là chủ xe thiên về tốc độ, cho nên là không có độ đồ chơi nhiều ha. Thiên rồi dây sinh đó. Ừ. Còn sợi dây là nhiều anh em hỏi là sợi dây để kéo mấy chiếc xe bị lúp bơi á. Đúng không? Kéo mấy chiếc lúp bơi. Phải không? Chiếc xe làm gì đâu, chủ yếu để kéo xe mấy anh em thôi. Chắc lắm á. Ủa này mình bắt ốc vô hả? Bắt vô cái cản luôn. Ồ ngộ vậy ta. Nãy nhìn tưởng sợi dây ràng. Đúng không? Rồi. Quá đã luôn ha. Xe này sao nhìn nó lùn dữ rồi ta? Thì đã cái ghi đông thấp rồi. Ừ. Còn hạ phuộc nữa. Đúng rồi. Nó lùn hơn nữa. Cái này là hạ cỡ 3 phân á anh em. Hạ cũng cỡ 3 phân á. Bữa mới hồi chiều em đi gắn cái bô. Ừ. Tại đi cái bô này nó la quá. À đúng rồi, hôm bữa là thấy đi cái bô này nè. À, nó la quá. Mà cái bô này đẹp ta. Bô đen sai của Thái Lan đó. Nói chung là cái bô này ít thấy anh em nào gắn lắm á. Là họng 51 hả? Đúng rồi, sỏi luôn đó phát bột. À. Nhìn đẹp quá ha. Cái bô này nhìn ác vậy sao không gắn bô này mà gắn bô này ta? Nó la quá xong rồi mình đi quay vlog rồi mình nói chuyện nó không nghe đâu. Nó la thì mình gỡ cái tiêu ra. Không gỡ còn kêu to hơn nữa. Đúng rồi. Cái bô này đẹp nè, nhưng mà gắn vô nhìn nó la quá. Với mấy anh thấy cái bô này mấy anh cũng không có thích nữa ha. Đúng rồi. Mình gắn cái bô móc đôi lúc mấy anh thấy thích. Bô này còn lên Sài Gòn thấy ok. Ừ. Bô này là thua rồi, lên Sài Gòn là thua rồi. Bô này chắc mình gắn mình đậu nhà không á. Nó nổ tạch phải không? Đúng rồi. Ừ. Là đi đường là đem theo bỏ ba lô chơi vậy hả? Ừ. Khi nào ai thích thì mình xỏ vô. Xỏ được không? Để giống như mình kết nối vô hai cái này nè. Đó. Đù. Đó, rồi mình rút cái ống ngay đây thì ra thôi. À đúng rồi, kiểu như là mình đi cùng một cái cổ. Đúng rồi. Ừ. Không, mình chỉ giữ cái cổ trước thôi. Đúng rồi. Rồi mình cái khúc này mình hàng chỗ này rồi. Ừ. Nó như này luôn rồi. Rồi, hiểu rồi. Là mình gỡ ra gỡ vô nó lẹ đúng không? Đúng rồi. Ừ. Cái này mà đi chơi á, đi kiểu như là đi racing á, mình kiếm bụi lùm nào á, mình gỡ cái bô dinh này nè, mình giấu vô bụi. Mình gắn cái bộ độ vô. Chờ tí nữa quay lại em thấy cái bô nữa luôn đó. Bây giờ mùa dịch khó khăn rồi. Ok, quá đã luôn. Mà nãy giờ chạy thấy sao rồi? Chạy hả? Thì xe đang râu đai đâu dám chạy nhanh đâu. Chạy bình thường à. Cảm giác cũng là đi tour thôi à. Ừ. Bài đi tour. Ủa cái này là canh đi tour chứ không phải là mình canh racing hả? Không, đi tour cũng dây sinh phải sắp cái thay cái dĩa. Ờ. Tại mình đang đi cái dĩa 36 á. Ừ. Muốn dây sinh là phải đi cái dĩa ok chút nữa. Ừ. Dĩa đi tour.
Cái phục là mình đi phục XS. Cái cây phục này nói chung là cũng lâu lắm rồi á. Đi từ xưa giờ. Từ cái thời mà dường như là xe mới mua luôn á, mới mua xe luôn á, là nó đi tới bây giờ luôn anh em. Nhúng ok không ta? Thấy nó hơi yếu nè. Yếu cũng ok, nói chung mình mua 3 triệu mấy mình xài 2-3 năm là được rồi. Tới lúc đó mình đổi phụ khác là được rồi. Có xì nhớt gì không? Không. Ok. Này là XSG Sport, khá là bền luôn ha. Mình thì mình cũng có đi phục này rồi, nhưng theo cá nhân mình thấy thì phục này nó hơi yếu anh em, nó không được cứng. Ủa gì ông gỡ rồi hả? Gỡ rồi. Okay, gỡ đi là phục Vinh hả? Nhường cho con em nó đi rồi. Hiện tại là xe mình đang đi phục Vinh thôi. Chứ ông cũng có khả năng lên Olin mà, lên Olin trải nghiệm luôn. Olin nó có 14-15 triệu rồi. Thôi nói chung là mình không có thích đi Olin anh em. Mình thích Olin nhưng mà do nó mắc quá cho nên là mình không thích đi. Mình thích chơi mấy cái đồ mà tầm trung thôi. Thì chắc sắp tới mình cũng đi một cặp phục, một cái cây phục, nhưng mà mình sẽ chọn cây phục Racing Boy mình trải nghiệm thử. Racing Boy thì bây giờ nó vẫn có phục cho Sachia luôn, hồi trước thì không có, bây giờ thì có rồi. Ok, để nổ máy cho anh em nghe thử nè. Ủa bấm đề đây phải không? Cục máy này mình làm bao nhiêu tiền? 30 triệu. 30 triệu hả? 30 triệu. Wow, là tính ra mình đi độ xịn á. Ừ. Nếu nói chung mình trước tiền thì mình đi mượn tiền mình làm luôn. Ừ. 30 triệu. 30 triệu là cục máy là 68 dinh dinh hả? Đúng rồi. Wow. 68 dinh dinh nhưng mà đi cái tay trên ECS. À. Chứ không phải là nguyên một cái tay dinh. Là kiểu như hành trình dinh thôi. Hành trình dinh thôi nhưng mà cái tay dinh là mình đã thay rồi. Đúng rồi. Dinh ECS. Lòng đi lòng gì? Lòng TI. Lòng TI. Ok. Nó vậy phải không? Ừ, chưa canh lại. Thôi được rồi, nẹt miếng thôi. Quá đã luôn. Ok, thôi. Hôm nay anh em mình còn chạy vòng vòng giao đồ được nha. Qua ngày mai là hết rồi anh em. Qua ngày mai là toàn thành phố Hồ Chí Minh giãn cách trong vòng 15 ngày giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ. Là anh em mình sẽ không ra đường được. Trừ khi mình có cái gì cần thiết á thì mình mới ra đường thôi. Còn không là ở nhà nha anh em. Ok thôi, cảm ơn anh em đã xem video này của mình ha. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye.